ta có rất là nhiều những chú khủng long và các loài động vật đang bị bao phủ bên lớp ma nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều luôn nha. Những chú khủng long to nhỏ đủ hết nha các bạn. Và ở giữa chúng ta có một cái gì rất là to nè các bạn ơi. Wow, đây không giống một con khủng long tí nào nha các bạn. Wow, để tìm hiểu thì chúng ta sẽ đem tất cả nhúng vào trong nước cho các bạn, nước sẽ đánh bay lớp ma nữa nha. Wow, công việc đầu tiên chúng ta đã bắt tất cả rồi nha các bạn. Wow, đây là con gì mà há miệng rất là to nè các bạn. Wow, đây là chú khủng long khá là nhỏ này. Đây là một chú khủng long bay chắc chắn rồi nha. Wow, con này có bay lưng nè các bạn. Wow, con này có gai trên lưng này. Con này nhìn khá là quen nha các bạn. Con này là con động vật nhìn khá là tròn luôn này. Wow, đây là cái gì đó rất là to luôn các bạn. Wow, đây là cái gì có đuôi rất là dài này. Wow, đây là một con giống một con côn trùng đó các bạn ơi. Wow, con này cũng rất là quen nha. Con này có một cái đuôi để cong lên các bạn. Wow, đây là những chú khủng long nhỏ rất là đáng yêu nha các bạn. Wow, đây là con khủng long cuối cùng có cổ rất là dài các bạn. Wow, bắt xong hết rồi các bạn ơi, bây giờ đem tất cả đi nhúng vào trong nước thôi nha. Wow, chúng ta có một cái thau nước rất là to và rất là nhiều màu sắc ở đây nè các bạn ơi. Công việc tiếp theo của chúng ta là nhúng tất cả trong nước nha. Wow, bắt đầu với con to nhất này nha các bạn. Wow, thì ra đây là một người khổng lồ xanh các bạn ơi. Wow, một người khổng lồ xanh rất là to luôn nè các bạn. Wow, một người khổng lồ xanh của tôi gọi là Hút nha các bạn. Wow, có màu xanh cơ bắp cuồn cuộn luôn nè các bạn. Wow, Hút luôn đập phá nha, Hút rất là giận dữ luôn đó các bạn. Wow. Rất là nhiều luôn. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú bò cạp các bạn ơi. Một chú bò cạp rất là đẹp nha, có màu cam nè các bạn. Wow, phần đầu càng, đầu chân với cái đầu của bò chích nó có màu đen nha. Trông rất là nổi bật luôn. Chú bò cạp này kẹp trúng chắc chắn sẽ rất là đau nha các bạn. Wow, nó bị chích trúng chắc chắn sẽ bị trúng độc nha. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Bò cạp là một loài có độc đó các bạn. Wow, nên tránh xa loài bò cạp đó nha. Một con bò cạp đang lao vào tấn công một con bò ngựa nè các bạn. Nhưng mà con bò ngựa rất là to luôn nha, nó đang hất tung con bò cạp lên trời này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Tyrannosaurus Rex, hay gọi là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa nè các bạn. Một con khủng long cực kỳ nổi tiếng nha. Con này mà săn mồi thì nó không để cho con mồi chạy thoát đâu nha các bạn. Wow, nó săn đuổi cùng giết tận nha. Wow, chú khủng long nhìn rất là ngầu các bạn ơi, có màu xanh các bạn, nó cực kỳ nổi tiếng trên phim ảnh luôn nha. Các bộ phim về khủng long là chắc chắn sẽ có một chú khủng long bạo chúa nha các bạn. Wow. Còn khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex nè các bạn ơi, nó đang đi dạo một cánh rừng này. Wow, tiếp theo chúng ta còn chú báo đốm các bạn ơi. Chú báo đốm này có màu vàng với những cái đốm màu đen này các bạn. Wow, chú báo đốm này nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn. Đuôi khá là dài luôn nha, bốn chân rất là khỏe luôn các bạn, chạy cực kỳ nhanh nha. Nó được xem là động vật chạy nhanh nhất thế giới nha các bạn. Wow. Oh, một chú báo nè các bạn ơi, một chú báo rất là to luôn này. Wow, hoa văn trên da rất là đẹp nha. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây các bạn ơi? Chúng ta có chú khủng long ba sừng Triceratops nè các bạn. Wow, chú Triceratops này có màu hồng rất là đẹp nha. Trên lưng nó có một dải màu xám rất là ngầu luôn này. Con Triceratops này đang há miệng rất là to các bạn ơi. Có lẽ nhưng đang giận điều gì đó các bạn. Wow, cái đuôi đang chuyển ngược về phía trước lúc này trông rất là ngộ nha. Những con khủng long ba sừng Triceratops nè các bạn. Wow, con này có hai cái sừng rất là nhọn luôn. Trên cổ nó có một cái vảy rất là to luôn này. Wow, tiếp theo chúng ta có gì các bạn ơi? Chúng ta có một chú sư tử nha. Chú sư tử nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Wow, sư tử có cái bờm rất là to nè các bạn. Khi sư tử gầm lên thì tất cả các loài động vật khác đều rất là run sợ nha các bạn. Wow. Oh, chúng ta có một chú sư tử nè các bạn ơi. Chú sư tử rất là ngầu luôn các bạn. Wow, con sư tử có bờm rất là to nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú bò ngựa các bạn ơi. Một chú bò ngựa màu xanh rất là đẹp luôn nha. Chú bò ngựa này có lẽ vừa vì chiến đấu với một chú bò ngựa khác cho nên nó bị mất một cánh tay rồi các bạn ơi. Wow, cánh tay còn lại trông như một cái lưỡi hái luôn nha các bạn. Trông rất là nhọn và rất là sắc luôn nha. Wow, bò ngựa là một loài động vật rất là đặc biệt nha các bạn. Nó là côn trùng sát thủ nha. Nó có thể săn được rất là nhiều loài động vật khác nha đó các bạn. Một con bò cạp, một con bò ngựa nữa các bạn ơi. Con bò ngựa màu xanh có hai cái càng rất là nhọn luôn các bạn. Wow,
Wow, tiếp theo chúng ta có một chú bạch tuộc các bạn ơi. Một chú bạch tuộc rất là dễ thương luôn các bạn. Wow, chú bạch tuộc được có những cái chân rất là đáng yêu nha. Thân hình khá là mập mạp luôn nha. Và đặc biệt nó có thể kêu nha các bạn. Wow, một con mực ống đang bị tấn công bởi những con cá mập các bạn ơi. Wow, con mực ống có rất là nhiều số tu luôn này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Chú Stegosaurus này có vây lưng nữa các bạn. Wow, hai dải vây lưng rất là to luôn nha. Chú Stegosaurus này có cuối đuôi nó có 4 cái gai nữa các bạn. Để có thể xem như một cái vũ khí của nó nha. Wow, rất là to luôn nha các bạn. Đây chú khủng long Stegosaurus nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow, hai con khủng long Stegosaurus đang đánh nhau các bạn. Một con màu xanh, một con màu vàng này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Pteranodon các bạn ơi, một chú thằn lằn sấm các bạn. Wow, thằn lằn sấm Pteranodon là có một loài trăn săn mồi theo bầy đàn rất là nguy hiểm nha. Nó lao từ trên không xuống và gấp lấy con mồi cực kỳ đáng sợ luôn các bạn ơi. Wow, loài này nhìn rất là ngầu cũng rất là đáng sợ nha các bạn. Brachiosaurus đang bị tấn công bởi những con thằn lằn sấm các bạn, có một con rồng năm đầu và một con Titanoboa màu đỏ đó này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long Masiaka các bạn ơi. Một con khủng long nó có màu đỏ nè các bạn. Trên lưng nó có những cái gai nha các bạn. Phía sau đầu nó cũng có những cái gai nha. Màu đỏ đen rất là đẹp luôn. Wow, chú khủng long rất là nguy hiểm nha. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có một chú khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Wow, Ankylosaurus là một loài có da rất là dày và có gai trên lưng nữa các bạn. Lớp da dày và gai giúp bảo vệ cơ thể nó rất là tốt nha. Wow, chúng ta có gì đây? Một con khủng long bảo là con khủng long Ankylosaurus bạn ơi. Con này nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Wow, chạy rất là nhanh này. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long bạo chúa màu đỏ nè các bạn ơi. Chú khủng long bạo chúa mini nha các bạn. Wow, nó chỉ bé bằng đầu ngón tay thôi các bạn ơi. Chú khủng long bạo chúa này nhìn rất là đẹp nha. Wow, nhìn rất là ngầu, rất là cơ bắp luôn các bạn ơi. Đây là một loại khủng long thịt rất là nguy hiểm nha. Chúng ta có gì đây? Chúng ta có hai con khủng long bạo chúa đang chơi đùa với nhau nè các bạn ơi. Rất là to luôn này, chạy rất là nhanh nha. Wow, tiếp theo chúng ta có gì đây các bạn ơi? Chúng ta có một chú khủng long Brachiosaurus nha các bạn, một chú khủng long cổ dài đó các bạn. Brachiosaurus là khủng long có kích thước rất là to nha, nó có thể nặng lên đến 30 tấn đó các bạn. Tuy nhiên thì chú khủng long này rất là hiền và rất là ăn cỏ nha các bạn. Wow. Oh, chúng ta có gì đây? Một con khủng long Brachiosaurus các bạn ơi, trông cổ nó dài chưa này. Wow, và cuối cùng chúng ta có một chú hà mã các bạn ơi. Chú hà mã đang há miệng rất là to nè các bạn, chứng tỏ chú hà mã này đang rất là tức giận nha. Wow, thân hình rất là mập mạp luôn các bạn ơi, toàn thân được bao phủ với lớp da rất là dày nha. Hà mã khi nó giận rất là đáng sợ các bạn ơi, không nên tới gần hà mã nha. Oh, một chú hà mã đang tắm nắng nè các bạn. Chú hà mã này trông rất là to béo luôn này.